Chào các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng cho các bạn một video có tên là Kiện văn bản cam kết tài sản riêng có khó không? Trong video lần này tôi sẽ 50% sẽ nói về việc kiện văn bản cam kết tài sản riêng. 50% nói về việc các anh chị em Việt Kiều ở nước ngoài có muốn đầu tư ở Việt Nam hay không. Thưa với quý bạn đọc, sáng nay thì luật sư Hiếu đang tư vấn một cái vấn đề. Người vợ đã có một quyết định công nhận thuận tình ly hôn tại tòa về con chung, về ly hôn. Và cùng thời điểm đó thì người vợ và người chồng đã đến văn phòng công chứng để lập một cái văn bản cam kết tài sản riêng. Trong nội dung nôm na là như thế này: tổng mà hai vợ chồng tạo lập được là 3 cục đất, 3 phần đất. Tuy nhiên là người vợ chỉ nhận một phần, còn 2 phần còn lại là người chồng. Tôi còn nhớ bút mực chưa ráo, chỉ có một vài tháng thì người vợ đã đến văn phòng và tư vấn. Thì các bạn biết rồi, một cái văn bản để tuyên bố vô hiệu, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ý chí của người ký văn bản, chúng ta thành niên rồi các bạn ạ, cam kết tài sản chung riêng vợ chồng được lập bằng văn bản, có không các bạn? Đầy đủ. Văn bản này có phù hợp với đạo đức xã hội không? Có. Có tự nguyện không? Có. Năng lực pháp luật hành vi dân sự đầy đủ không? Có. Cam kết tài sản chung riêng vợ chồng chỉ có một vấn đề: hủy được nếu cả vợ và chồng đến văn phòng công chứng tự nguyện hủy. Này đúng như ông bà ta nói một cái câu các bạn ạ. Cái câu bút xa gà chết. Văn bản cam kết tài sản chung riêng này đã được văn phòng công chứng chứng thực. Vậy thì để cái tính pháp lý của nó là perfect, hoàn thiện, hoàn tất 100%, khó có thể lật lại được, xem lại được, khó có thể là vô hiệu. Đó là chủ đề thứ nhất tôi muốn nói với các bạn. Qua vấn đề thứ hai cũng liên quan đến việc cam kết tài sản chung riêng vợ chồng. Thì các bạn biết rồi, tôi là biết tiếng Hoa và tiếng Anh. Thì thông thường tôi vẫn thường hay dịch giúp chữa cháy cho một số anh chị em tiếng Anh và tiếng Hoa. Thì tôi thấy một số Việt Kiều Đài Loan, Việt Kiều, một số ngoại Kiều Đài Loan kết hôn với người vợ Việt Nam. Họ đã đầu tư bằng cách dùng cái tiền mua cái tài sản ở Việt Nam và do người vợ đứng tên, và người chồng cam kết đây là tài sản riêng của người vợ. Và sau một năm, 5 tháng, 3 tháng, họ cảm thấy có đầu tư, việc đầu tư có lãi thì họ bán. Và đây cũng là một trong những cái chiến lược của họ để đi kinh doanh bất động sản. Thì không phải là tất cả mấy anh chị em Việt Kiều đều không biết, tuy nhiên rằng là khi đầu tư ở Việt Nam thì nó có những cái rủi ro nhất định. Và tôi vẫn thấy các anh chị em Việt Kiều họ đầu tư, tuy nhiên rằng là tiên trách kỹ hậu trách nhân. Khi gửi tiền về Việt Nam thì các cái quý Việt Kiều đó họ tin tưởng quá nhiều về người Việt Nam. Tin tưởng ở chỗ rằng là không có một cái văn bản cam kết, không có một cái giấy tờ ràng buộc, thậm chí những cái giấy tờ làm quá sơ sài.
Và khi mà niềm tin nó đã xuống cấp rồi thì dẫn đến cái chuyện chẳng đặng đừng. Và có rất nhiều các cái anh chị em điện cho luật sư bảo rằng là tôi về Việt Nam tôi sẽ kiếm luật sư thu để trình bày những vấn đề. Bản thân tôi thì cho tới thời điểm hiện tại thì cũng có đi khoảng trên dưới 10 vụ kiện tranh chấp tại tòa án liên quan đến việc cho người Việt Nam đứng tên giùm. Có những cái vụ kiện cũng thắng, có những vụ kiện thì lực bất tòng tâm. Tuy nhiên cái khoản tiền mà quý vị đã đầu tư ở Việt Nam thì đa phần lại lấy lại được, vì là luật sư mà các bạn ạ. Thôi thì hôm nay nhân một cái câu chuyện kể về cam kết tài sản chung riêng này, tôi muốn đưa cho quý Việt Kiều, các anh chị, các ông bà có một cái số tiền nhỏ muốn đầu tư, muốn mua đất ở Việt Nam thì hãy liên lạc với luật sư Thu Đoàn. Chúng ta sẽ đặt lịch qua số điện thoại của văn phòng luật sư, đó là số điện thoại là 028 379 07 727. Chúng ta sẽ nói rất là rõ là cho tôi đặt lịch đến với luật sư Thu Đoàn và sẽ được tôi tư vấn trong thời hạn 30 phút miễn phí. Còn một số anh chị em khác tư vấn trong trường hợp của mình thì vẫn lấy phí bình thường, các bạn nhớ nhé. Tôi nghĩ rằng hồi xưa ba tôi nói rất là đúng. Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời. Vậy thì tại sao chúng ta không nhân một cái cơ hội đầu tư? Và tôi cũng mở ra một cái sân chơi, có nghĩa rằng tôi có một cái định hướng cho quý Việt Kiều, để cho các anh, các chị, các cô, các chú có một cái sự đầu tư. Vì tôi biết được rằng ở cái lớp tuổi của cô chú thì khó có thể làm lại từ đầu. Đối tượng của tôi vẫn là cái gì các bạn? Các cô chú, anh chị em Việt Kiều về hưu. Có thể được thì mình mua một căn nhà, mua một miếng đất ở Việt Nam về hưu và sinh sống, đúng không các bạn? Vì sao tôi phải lên cái chương trình ngày hôm nay? Vì nếu như trong trường hợp tôi làm số lượng nhiều thì tôi mới làm, còn nếu mà làm nhỏ lẻ thì nó rất là mất nhiều thời gian. Hy vọng rằng là tôi có một cái dịp để tiếp cận quý ông bà, cô bác và anh chị, những anh chị em mong muốn đầu tư, Việt Kiều mong muốn đầu tư tại Việt Nam, cũng như các anh chị em có những cái số tiền mong muốn về Việt Nam sinh sống. Với kiến thức luật cũng như một cái sự uyển chuyển nhất định thì cố gắng sẽ đưa đến cho quý vị trong một cái sự đảm bảo tương đối về kiến thức pháp luật. Đừng nói luật sư lách luật ha. Thưa quý ông bà, cô bác và anh chị, vậy với hai cái kiến thức ngày hôm nay, thứ nhất rằng là cam kết tài sản chung riêng vợ chồng sẽ không thể bị khởi kiện, không thể tuyên vô hiệu, không thể hủy, vì quy định của pháp luật về mặt hình thức và về mặt nội dung đã ổn định. Vấn đề thứ hai là vấn đề đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Nếu quý ông bà, cô bác và anh chị có quan tâm thì chúng ta hãy chủ động liên lạc với số điện thoại của luật sư Thu Đoàn thông qua việc đặt lịch tại thư ký 028 379 07 727. Luật sư Thu Đoàn sẽ tư vấn cho quý Việt Kiều trong thời lượng 30 phút miễn phí để chúng ta biết những cái quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp của mình nếu muốn mua đất đai. Hết thời gian đó thì chúng ta phải, luật sư Thu Đoàn phải lấy phí thôi các bạn ạ. Cảm ơn quý ông bà, cô bác và anh chị đã tin tưởng luật sư Thu Đoàn giống như một người con, người em, người chị. Có những người xem video bảo rằng là ô, luật sư Thu ở ngoài trẻ hơn ở trong video. Cảm ơn quý bạn đọc.